Đây, giới thiệu với cả mọi người nhá. Đây là em Côn, là chủ trung tâm chăm sóc xe hơi Trần Côn nhá. Thì hôm nay cũng rất vinh dự được về chúc mừng khai trương cho em. Chúc Cảm cơ ơn sở mình là càng ngày phát triển, khai trương Hồng Phát. anh. Vâng, cảm Đấy, ơn anh phát tài phát lộc nhé. nhá. Ok. Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của DC. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm chăm sóc xe hơi Trần Côn, có địa chỉ tại xã Ngọc Long, thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thì hôm nay bên DC có mặt tại đây để chúc mừng khai trương cho em Côn, là chủ trung tâm của trung tâm chăm sóc xe hơi Trần Côn. Thì toàn bộ cái phần mà mặt bằng cái nhà xưởng hôm trước mình đã có lắp đặt và mình đã giới thiệu toàn bộ anh em rồi. Thì hôm nay khi nhà xưởng đã hoàn thiện rồi và quay vào hoạt động thì mời bạn cùng bên vào bên trong để cùng nhìn ngắm lại toàn bộ cái không gian, cái quy mô xưởng của em Trần Côn sau khi hoàn thiện rồi sẽ như thế nào nhá. Mời nhau vào bên trong này. Tổng với diện tích là 500 mét vuông, bên trong xưởng là 320 mét vuông, mặt tiền là 16 mét, sâu vào 2 mét, còn bên ngoài sẽ là khu vực đất lưu không. Chiều sâu của nó là 3 mét và rộng thì vẫn là 16 mét anh em nhá. Thì mời nhau vào bên trong này. Thì toàn bộ cái khu vực bên trong này, cái khuôn viên mà bên trong cái phần mái có sẵn đây là khu vực là đã xây dựng toàn bộ kiên cố hết rồi. Được chia ra thành ba cái khoang dịch vụ chuyên biệt và một luồng để chuyên đón xe ra xe vào. Thì bên tay phải mình đây là toàn bộ khu vực phòng chức năng đó và khu vệ sinh, và lên bên trên sẽ là khu vực khách hàng ngồi chờ bên trên ăn uống và khu vực nghỉ ngơi. Thì bên trong này sẽ là khu vực phòng khách của bên trung tâm này. Thì cái phòng khách này sau này khách hàng sẽ ngồi toàn bộ bên trong này và để thêm một số những cái đồ chơi ở đây để khách hàng có thể tư vấn cho khách hàng sử dụng cái dịch vụ ở đây. Và cái bàn này khách hàng ngồi ở đây có thể nhìn bao quát được toàn bộ cái dịch vụ bên ngoài, toàn bộ phần cửa kính này và nhìn ra toàn bộ khu vực đường ở bên ngoài. Đó, mọi người nhìn thấy nó rất là thoáng nhá. Sang bên cạnh này sẽ là cái khu vực phòng vệ sinh nối tiếp mấy cả phòng tiếp khách luôn. Đó, và sang bên cạnh này sẽ là phòng kho. À, cạnh phòng vệ sinh như là phòng kho. Phòng kho này thì bên mình có để một cái chiếc máy nén khí bên trong này. Đây. Thật ra thì nó cũng hơi bị gấp gáp một chút cho nên là cái phần giá kệ cũng chưa được hoàn thiện hoàn toàn. Như bên trong này sau này sẽ chỉ để cái máy nén khí ở bên trong này không thôi. Thì nén khí này bên mình đang cấp trung tâm là một chiếc máy nén khí của hãng Pegasus, có model là TMV 1.05 trên 12.5, dòng áp 12 cân, nó 10 HP. Đây mọi người thấy toàn bộ hóa chất dụng cụ là. Đó, thì cái phần máy móc hóa chất này thì mình cũng đã giới thiệu toàn bộ anh em rồi. Cái phần cầu thang để đi lên bên trên. Phần bên trên sẽ là cái khu vực là cái chiếu nghỉ bên trên này là. Thì đấy, khách hàng sẽ ngồi bên trên này có thể nhìn xuống bên dưới. Và cũng là khu vực ăn uống của anh em luôn. Ở bên trên này sẽ có hai cái phòng. Hai phòng trên này sẽ là cái phòng nghỉ ngơi của nhân viên nhá. Và đây là cái khu vực mà phòng ceramic. Nó là 35 mét vuông. Mặt tiền đây là 5 mét và sâu vào đây là 7 mét. Đấy là thạch cao. Bên trên này hệ thống chiếu sáng sẽ sử dụng đèn tổ ong. Đi ra bên này nhá. Cái khu vực mà luồng giữa đây mọi người nhìn thấy. Tất cả cái luồng giữa đây sẽ là cái khu vực xe vào. Ví dụ xe vào làm dịch vụ rửa xe. Rửa xe xong nó sẽ đánh chiếc máy lau khô. Và toàn bộ xe sẽ được thoát ra phần cửa bên tay trái của phần xưởng đây. Đây là hai khu vực này sẽ là khu vực làm dịch vụ chuyên sâu về rửa máy dọn thất, là hai luồng riêng biệt. Thì khu vực này sẽ được thiết kế để máy hút bụi này, để mình có thể hút bụi ở khu vực này. Toàn bộ khu vực này sẽ là phần xe vào nhá, là phần cửa riêng nhá, mọi người nhìn thấy này. Cửa riêng này sẽ là khu vực đặt cái phần cầu lâng một trụ. Thì ở đây bên mình đang lắp một cái cầu lâng một trụ cánh bướm âm nền. Đó, thì toàn bộ cái phần mặt bằng khi mình không sử dụng đến nó sẽ về một cái mặt bằng trạng thái bình thường. Thì bên trên này sẽ là lắp một cái khớp quay 360 kèm thêm một đèn tổ ong. Cái đèn tổ ong này lắp ở đây để cho khách hàng khi rửa xe xong mình sẽ đánh giá được cái bề mặt sơn có gặp những cái lỗi, những cái khuyết tật gì không. Thì mình tư vấn khách hàng về dịch vụ nó rất là thuận tiện cho anh em. Toàn bộ cái phần giá treo súng mọi người nhìn thấy này. Giá treo súng này, giá máy rửa xe này được thiết kế khá là gọn gàng. Và bên trong này sẽ là cái bảng treo đồ. Bảng treo đồ này toàn bộ cái khu vực về rửa máy, dọn nội thất, rửa xe và các dịch vụ gia tăng sẽ để toàn bộ trên cái bảng treo này. Đó, để khách hàng làm khu vực nào sẽ lấy đồ tại khu vực đấy, nó rất là gọn gàng và khoa học. Bên trong này thì khách hàng sẽ hàn toàn bộ cái giá để hóa chất ở đây. Đấy, mọi người nhìn thấy này, bình treo hóa chất để rất là gọn gàng luôn. Cần đâu mình lấy lên rất là thuận tiện. Và bên trong này sẽ chia ra các quả rulo rời này. Một quả này, hai quả này và ba quả để phục vụ cho khu vực này. Mình nói thêm về cái quả rulo rời này nhá. Quả rulo rời này sẽ lắp đặt chéo góc nhau để khách hàng có thể kéo được cái khu vực mà hai khoang ướt như này và hỗ trợ thêm khoang khô bên này. Cái phần quả này sẽ hỗ trợ cho khu vực mà cầu lăng rửa xe. Còn cái quả rulo rút mà bộ hộp chức năng kia thì sẽ phục vụ cho hai cái khoang này kèm với quả rulo rút nước rời kia. Đấy, sẽ toàn bộ hơi trong xưởng không cần phải chạy quá nhiều hơi.
bốn quy trình về trong xe: quy trình về đánh bóng, quy trình về nội thất, quy trình về rửa động cơ và quy trình về rửa xe. Đó, các bước bên mình đã phân ra theo quy trình chuẩn và toàn bộ học viên khi học chúng mình sẽ được áp dụng toàn bộ theo quy trình này, theo quy trình chuẩn mà bên DC sẽ đưa ra quy trình hợp lý nhất cho anh em để anh em thao tác. Đó, và bên này sẽ là cái phần biển này, phần biển về hiệu chỉnh bề mặt sơn, tác dụng của đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn và phủ ceramic nó sẽ có tác dụng như thế nào. Và bên này thì là toàn bộ cái dịch vụ gia tăng thêm. Đó, dịch vụ gia tăng thêm ở đây.